Sau cơn dịch bệnh rồi, nước Hoa Kỳ chắc nghĩa là ăn lại độc lập lớn. Mới nay mới mười mấy tháng gì đó, tháng 6 à. Mà tới ngày 4 tháng 7 mới tới độc lập, và ông pháo sùm, đó thấy chưa. Mới nay họ ăn pháo quá trời luôn à. Mới nay mới có 17 tháng 6 à. Mà trong khi lấy độc lập ngày 4 tháng 7, bây giờ này họ bắn pháo qua sùm gì đó. Ôi chúc mừng cho đó, thấy chưa, chúc mừng cái nước Hoa Kỳ năm nay coi như sao với cái mùa cái bằng đại dịch, thì bây giờ bà con họ ăn lễ độc lập lớn đó quý vị đó, thấy không? Mới bữa nay cái nửa tháng 6 thôi mà họ bắn đùng vậy đó, ngày nào cũng vậy từ mấy bữa nay luôn á chứ. Bắn quá trời bắn pháo hoa đùng từ đây cho tới lễ độc lập luôn rồi, nghe nó đùng chó quả hộ chạy trốn hết rồi. Thấy không á, bắn đùng thấy không. Năm rồi thì lễ độc lập nó sẽ hơi buồn tại vì còn cái nhiều dịch bệnh quá. Năm nay như vậy là họ mừng lớn lắm. Ngày 4 tháng 7 là ngày lễ độc lập. Pháo đó. Pháo khiếp đảm không? Mới bữa nay thôi đó. Đó. Tôi đã trải ở bắn xong rồi. Điều nào nghe bắn pháo bông quá trời thấy không. Đó, từ đây mà cho tới ngày 7 thôi, ngày 4 tháng 7 không biết bao nhiêu tiền rồi nói đó. Mới nay là họ đồ bắn pháo vậy đó. Tám giờ hàng đêm cứ 8 giờ là không người này cũng người kia bắn, giờ là hơn 9 giờ rồi. Nghe bắn quá trời, ra quay cho quý vị coi ra hết rồi. Trời, chó nó quả hồ nó sổ quá trời, còn xe thì chạy trốn rồi. Chó bự rồi nó sủa, thấy không? Xe thì chạy trốn mất tiêu. Đó, đâu rồi? Đó, đó. 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 Đó, thấy chưa? Đó. Đó. Đẹp không? Đó. Đó, 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 đó. Không có nào bắn quá trời bắn rồi đó. Thấy chưa? Dân Hoa Kỳ sang không? Đó. Đó, bắn quá trời. Đó, đó. Đó. Ánh trăng nữa. Trăng. Đùng 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 đù
Bữa nay mấy âm lịch rồi ta? À, nay mùng 10 hả? Mùng đâu? Mùng đúng 10 hay gì đó. Mùng Tết, 9, 10 âm lịch rồi tăng lên, tăng treo rồi nè đó. Còn bắn nữa không? Đó. Bắn nữa đi. Đó. Đó. Đó, đẹp không? Đó. Thấy dân Mỹ sang không? Dân Mỹ sang hết không? Một bốn tay mới tới tới lễ mà bữa nay là đầu bắn hôm qua nay đó, đẹp không đó. Năm nay là chắc ăn lễ lớn lắm á. Qua cái mùa đại dịch dữ dằn mà chắc là ăn lễ năm nay. Đó, đẹp không đó. Đó, vậy đó cái hàng đêm 8 giờ quốc tới 12 giờ. Tính chắc là 10 giờ mà làm hoài từ đây cho tới ngày lễ luôn, như thấy chưa? Cả nước Mỹ nha, chứ phải riêng tiểu bang này đó. Đó, đẹp đó. Đẹp không? Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp không quý vị? Đó, bóp, 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 bóp. Bóp, bóp, bóp. Xa quá không tới. Xa quá quay không tới. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bên đây, bên đây. Bên đây nó ăn cái lùm cây rồi. Quá trời. Con nhỏ phí thiệt chứ. Phí thiệt chứ. Giờ Việt Nam mình chơi gì là mới sướng nè. Mong là Việt Nam mình cũng lấy tiền ra mua pháo bông bắn vậy đó. Bắn gì nó mới sướng. Mỹ ta chơi đã không? Đó. Dạ vâng, Việt Nam đang mùa dịch bệnh thì cũng lấy tiền ra bắn pháo bông rồi cho dịch bệnh nó chạy đi bà con ơi. Việt Nam ta đâu, Việt Nam ta đâu, Việt Nam ta đâu, đó thấy chưa, bộ hết hầu bên dưới đó. Việt Nam ta đâu, lấy tiền ra bắn pháo bông cho Covid nó chạy bà con ơi, bà con ơi. Việt Nam ta đâu? Chỉ cái chỗ này trống mà mấy chỗ kia cây nó phất cái trơ rồi. Việt Nam ta đâu? Việt Nam ta đâu? Bỏ tiền ra bắn pháo bông cho Covid chạy. Đùng 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 tứ phương tám hướng bắn đùng 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 đùng. Qua hai năm trời thảm thê rồi, giờ nghĩ là năm nay là nước Mỹ ăn lễ độc lập lớn lắm. Mới nay mười mấy tay thôi á, còn hơn nửa tháng mới bắt đầu chơi thả ga vậy đó. Giờ Việt Nam mình làm pháo đốt thả ga luôn. Nhân mùa dịch bệnh này chơi thả ga, đốt pháo nhiều lên cho Covid chạy. Đó, đó, phải chưa, đó.
Đó, đẹp chưa? Đó. 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 Thấy chưa? Trời ơi, đã không? Đó. Trời ơi, cái một lần mới phát. Đó. Thấy chưa? Sáng chưa? Nửa tháng nữa mới tới, tới độc lập mà vậy đó. Quý vị thấy chưa? Ai sang bằng Mỹ không? Ai sang bằng Mỹ không? Xe nó chạy ra trớm mất tiêu rồi. CC ơi, ra coi bắn pháo bông CC ơi. Sao CC chạy trốn mất tiêu rồi? CC nghe CC trốn mất tiêu rồi, trời ơi, ra coi bắn pháo bông. Đi, trốn cái gì? Ra coi bắn pháo bông lại lên. Đi. Thôi chú bụi. Thôi, bắn ớn quá chú bụi. Chiều ra CC được đi xe. Xe hai bánh là chạy phát lông luôn, mát quá trời luôn mà. Giờ là sư phụ chở ra hồ nước kia đã quá xe xe hen. Về ngủ luôn. Tụi mình không? Có đây tụi mình không? Mình có sẵn là cả tầm không? Rồi, xe ngủ đi.